500 chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 năm 2022 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh là hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hậu Covid-19. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối nguồn vốn hướng tiến dụng và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay. Tuân thủ pháp luật có liên quan, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tiến dụng ngân hàng trên cơ sở giả soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình thủ tục đi đôi với việc đảm bảo an toàn vốn vay khi thực hiện mở rộng tín dụng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, ưu tiên hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp thuộc các ngành lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và doanh nghiệp có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh tốt. Năm 2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cho vay mới để hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh, lũy kế từ khi phát sinh dịch đến nay đạt trên 24.600 tỷ đồng.